mến chào quý vị khán giả đã quay lại trở lại hiệp thi đấu thứ hai, trận chung kết giữa lớp 4B và lớp 5C. Xin đính chính với quý khán giả là tỷ số hiện tại là 3-0 đang nghiêng về lớp 5C. So với hiệp thi đấu thứ nhất thì hiệp thi đấu thứ hai về mặt nhân sự cũng không có gì thay đổi. Về mặt chiến thuật thì lớp 4B có sự thay đổi chiến thuật khi Chi Bảo từ hậu vệ lên đá xung phong cấm. Một pha ném banh lên khá mạnh của Bảo Toàn. Như vậy là lớp 5C sẽ được hưởng một quả đá góc. Thì quý nhân viên Thái Tướng Đô đang dàn xếp các học trò của mình đứng đúng vị trí để bắt góc. Một pha ném banh lên của Thành Phát. Chí Bảo vẫn là Chí Bảo. Như vậy là sẽ không có quả đá biên cho lớp 4B. Phúc Khang sẽ thực hiện quả đá biên cho lớp 5C. Thanh Huy. Một pha sút banh đi không trúng đích của Thành Đạt. Chí Bảo. Một pha phá banh an toàn của Thành Đạt. Góc xa. Không có gì khó khăn cho thủ môn Bảo Toàn. Thanh Huy. Chí Bảo. Một pha chuyền phối hợp khá sâu của Chí Bảo dành cho Chí Khang. Về ý tưởng thì rất tốt nhưng mà về thực hiện thì đường chuyền khá sâu. Chí Bảo vẫn là phải đi bóng. Chí Khang. Như vậy trọng tài Lê Trung Tính đã xác định có một quả đá phạt cho lớp 4B. Khoảng cách rất gần so với khung thành của thủ môn Từ Bảo Toàn. Đây có thể là nói một cơ hội để lớp 4B rút ngắn tỷ số xuống. Thủ môn Bảo Toàn đang điều chỉnh hàng rào. Đứng trước banh lúc này là Chi Bảo. Như thế là banh đã trúng cầu dọc và đi vào khung thành của thủ môn Bảo Toàn. Lớp 4B đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. 4 mà. Sao tính đó bà? 4 rồi. Tính 3-4 vậy. Thế rồi. Bây giờ mới 4-1 nè. Một pha dàn xếp giao banh lên và khiến cho thủ môn Thành Phát bất ngờ và lớp 5C đã nâng tỷ số lên 4-1. Thanh Huy. Vẫn là Thanh Huy. Sẽ có một quả đá biên cho lớp 4B. Thuận Hoa. Một pha phá banh an toàn của Thanh Huy. Vẫn còn nhiều thời gian cho lớp 4B rút ngắn tỷ số xuống. Một pha xử lý rất chắc chắn và an toàn của thủ môn Thanh Phát. Chí Khang. Chí Khang cũng là một mẫu cầu thủ xử lý có kỹ thuật rất tốt. Có một pha đá biên cho lớp 4B. Không có gì khó khăn cho thủ môn Bảo Toàn. Khá nguy hiểm. Nếu tình huống vừa rồi Thuận Hòa chạm vào banh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tình huống vừa qua.
Trong trận đấu chung kết chiều hôm nay thì chúng tôi ghi nhận có rất nhiều khán giả đang đứng ngoài. Như vậy là đã có bàn thắng thứ 5 cho lớp 5C. Có thể nói các cầu thủ của lớp 4B đã xuống tinh thần sau những pha ghi bàn của lớp 5C trong các phút vừa qua. Chi Bảo, một mình Chi Bảo là chưa đủ. Một pha phá banh an toàn của Tiến Lộc. Như vậy là sẽ có một quả penalty cho lớp 4B khi cầu thủ hậu vệ Phúc Khang đã để chạm tay trong vòng cấm. Đứng trước banh lúc này là Chi Bảo và trong khung thành lúc này là Bảo Toàn. Khá là hồi hộp trong tình huống bên này, Bảo Toàn và Chi Bảo. Như thế là đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5. Vẫn còn rất nhiều thời gian và cơ hội dành cho lớp 4B. Một pha dàn xếp giao banh. Lần này thì Thành Đạt không thành công. Chí Khang, Thành Đạt, vẫn là Thành Đạt. Nhưng rất tiếc banh đã đi hết đường biên dọc. Sau tình huống phá banh của hậu vệ bên lớp 4B, Thành Đạt là cầu thủ thực hiện quá đá phạt. Phúc Khang, Nhật Kha đã có một pha can thiệp kịp thời. Khá nguy hiểm. Quả đá biên lên cho lớp 4B. Đứng trước banh lúc này là Thanh Huy. Tiếp tục là một quả đá biên cho lớp 4B. Lần này thì Chí Khang sẽ thực hiện. Không có gì khó khăn cho Bảo Toàn. Nhưng pha phát banh lên của Bảo Toàn thì không thực sự tốt. Pha trì cản phá banh từ ở khu vực giữa sân của Thành Đạt. Một quả đá góc cho lớp 4B. Sau tình huống xử lý không thật sự chắc chắn của thủ môn Bảo Toàn. Tiếp tục là một quả đá biên cho lớp 4B. Một pha đá biên không thực sự tốt của Chí Khang. Đứng trước banh lúc này là Phúc Khang sẽ thực hiện quả đá biên lên cho lớp 5C. Thanh Huy, Chí Bảo, vẫn là Chí Bảo. Chí Bảo có phần xử lý hơi chậm trong tình huống vừa qua. Khi khoảng cách và dành cho Chi Bảo không nhiều. Khá nguy hiểm. Một tình huống tranh chấp ở khu vực giữa sân diễn ra rất quyết liệt. Thanh Huy. Thanh Huy là một cầu thủ tuy nhỏ con nhưng mà sự lanh lẹ và khéo léo của anh rất tốt. Sẽ có một quả đá biên cho lớp 4B. Tiếp theo là một quả đá góc.
Lớp 4B đã huy động toàn bộ các cầu thủ bên phần sân nhà mình để lên tham gia tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng, rút ngắn tỷ số. Bỏ toàn phát banh lên rất mạnh nhưng banh đi ra ngoài đường biên dọc. Thanh Huy quyết định thực hiện một cú sút xa. Chí Khang thực hiện quả đá biên. Chi Bảo xử lý khống chế bóng không thực sự tốt trong tình huống vừa qua. Thanh Huy đến thời điểm hiện tại thì cả huấn luyện viên của hai lớp chưa có đưa ra sự thay đổi về điều chỉnh nhân sự trên sân lúc này. Thời gian cũng gần trôi về những phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Thành Đạt, Phúc Khang, Chi Bảo, pha tranh chấp khá quyết liệt. Chi Bảo vẫn còn, Chi Bảo vẫn còn. Và phá banh rất quyết liệt và nỗ lực của Phúc Khang. Tiếp tục lớp 4B mang về cho mình một quả đá góc. Chi Bảo như vậy là trọng tài đã xác định có lỗi. Đến từ lớp 5C, như vậy là lớp 4B sẽ được hưởng một quả đá phạt, khoảng cách cũng khá gần với khung thành của Tư Bảo Toàn. Bàn thì không chính xác, lực sút của cầu thủ Chi Bảo là rất tốt nhưng mà về độ chính xác thì chưa tốt. Như vậy là cầu thủ Hoàng Thái sẽ ra sân để thay cho cầu thủ Tiến Lộc. Các cầu thủ sau khi Hoàng Thái vào sân thì có pha chạm banh đầu tiên. Cụ Hoàng Thái có thể nói là một trong những cầu thủ to con nhất trên sân hiện nay. Anh cũng vừa được huấn luyện viên Lê Thị Ngọc Diễm đưa sang Hàn Quốc tập huấn 2 tuần trước trận đấu chung kết này. Liệu hôm nay Hoàng Thái có phát huy hết tác dụng của mình hay không? Chí Khang, còn Hoàng Thái. Nhất Kha. Chi Bảo. Chí Khang. Một pha phá banh an toàn của Thành Đạt. Đứng trước banh lúc này là Chí Khang. Ủa, 6-2 hay 5-2 là quên tiêu.
Có thể nói Chi Bảo đã thấm mệt trong những phút vừa qua. Chí Khang, vẫn là Chí Khang, quá khéo léo. Hoàng Thái, Hoàng Thái, có thể những nói những pha phút vừa qua, những pha tranh chấp của các cầu thủ hai đội diễn ra khá quyết liệt ở khu vực giữa sân. Chí Khang, Thanh Huy đá biên cho lớp 4B. Chí Khang, như thế là tỷ số rút ngắn xuống còn 3-6 cho lớp 4B. 3-5 hả? 3-6 hả? 3-5. Rồi, như vậy tỷ số lúc này là rút ngắn xuống còn 3-6. Như vậy là tỷ số được nâng lên 7-3 cho lớp 5C. Các cầu thủ ở lớp 5C đã khai thác về chiều cao của thủ môn ở lớp 4B khá tốt trong những tình huống vừa qua. Tỷ số hiện tại là 7-3 nghiêng về lớp 5C. Có thể nói là huấn luyện viên Lê Thị Ngọc Diễm cùng các học trò của mình đã chạm tay vào nửa chiếc cúp vô địch trong trận chung kết chiều hôm nay. Tình huống khá lộn xộn trước khung thành của Thành Phát. Banh có thể tưởng đi như đã đi vào lưới, nhưng mà các hậu vệ đã giúp thủ môn Thành Phát sửa sai lỗi lầm của mình trong tình huống vừa qua. Như vậy là trọng tài Lê Trung Tính đã ngắt còi kết thúc trận chung kết tranh cúp vô địch giữa lứa tuổi U10-11. Vậy là chúc mừng đoàn quân của huấn luyện viên Lê Thị Ngọc Diễm đã giành được cúp vô địch trong trận chung kết chiều hôm nay với tỷ số chung cuộc 7-3. Xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong các trận đấu của mùa giải sau.